Xin chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Trời đang mưa lất phất anh chị các bạn ơi. Đây là một cái hồ, có lẽ là hồ dự trữ nước mưa nè anh chị các bạn. Cái hồ này nằm trong một cái vườn cũng khá là đặc biệt. Vườn này là một trong tứ đại thiên vương. Là một trong bốn cái vườn khá lớn ở khu vực Bến Tre anh chị. Nguyên cái khu vực này là một cái khu chuyên nhân giống ghép mai số lượng lớn, là một trong những bốn cái vườn khá là lớn ở Bến Tre, chuyên nhân giống siêu bông bình lợi nè anh chị các bạn. Ghê không, ghê không? Hôm trước em có quay cho anh chị một cái vườn là của anh Hoàng Việt ha, một cái vườn của anh Miến ha. Và tiếp theo đây là một cái vườn thứ ba, vườn thứ ba ở Bến Tre anh chị. Thì để em sẽ quay cho chị xem ở cái vườn này có những cái gì hay nha anh chị ha. Để anh chị các bạn yêu mai vàng có thể cùng nhau giao lưu học hỏi và đi săn tìm những cái cây mai độc lạ về mình chơi Tết trong năm nay nha anh chị. Rồi bây giờ thì trời cũng hơi nó mưa từ nãy giờ luôn nè anh chị, mà bây giờ không lẽ chạy về đó, mưa cũng phải dứt luôn. Thì em review sơ sơ cho anh chị xem xung quanh cái vườn này. Ở đây có một cái bông gió. Cây này là cái bông này là chắc là bông thọ hương rồi anh chị các bạn ơi. Nè đó, bông thọ hương, lá nè, lá thọ hương nè, tứ quý ghép thọ hương. Ở đây cũng có cái gốc cũng khá đẹp nè anh chị. Ở Bến Tre thì nổi tiếng là khu vực chuyên nhân giống với cái tốc độ mà kinh hồn luôn anh chị ha. Những cái giống mới là về Bến Tre cái là thôi rồi á, trong vòng một tháng thôi. Xoay cái gốc này đẹp quá nè, gốc đổ này không biết có bán không. Đây hồi rất là chết nè, góc bán đổ anh chị, một cái góc mini ha. Để xem ở đây coi có những cái góc gì. Ở bên này cũng có một cái góc bán đổ nữa nè anh chị, ôm chậu ha. Mấy góc này khá là đẹp, lát nữa hỏi có giao lưu không nha anh chị. Ở xung quanh đây là khu vực phía trước ở cái vườn này anh chị ha. Khu vực phía trước của vườn này nè, đó. Ồ, ở đây có một cây hay quá nè anh chị. Cây này hay không? Đây, một cây gì? Bonsai ha, không biết ghép cái gì luôn. Không biết ghép cái gì luôn. Đó. Đẹp không? Cái này là ghép cái gì vậy anh Bình ơi? Chào anh Bình nha. Đây cho anh cái micro anh chị. Có tiếng không? Cúc viếp ha anh? Cúc viếp. Cây này hồi đó anh nuôi từ hồi nào mà đẹp quá anh? Nuôi cũng lâu rồi. Đi này em mua giống từ Ngô Minh Tân về. Ở đâu anh? Ngô Minh Tân ở Bình Định. Ngô Minh Tân ở Bình Định. Bình Định. Ôi chào, chào anh Miến nha. Đây anh Miến nè bà con ơi. Chào anh Tấn nha. Chào em vừa nha. Ôi đợt rồi hôm qua tình hình bà con có hỏi cái giống mới nhiều không anh? Bà cái giống siêu bông bình lợi, nói chung hôm qua này bán. Anh Bình ơi, lại 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 anh ngồi, anh có cái micro xét xét lại anh cái.
cái siêu bông Bình Lợi hôm bữa Hồng quay á. Dạ. À, nói chung là bán được tối ngày hôm qua luôn á. Ghê vậy ha, em thấy bữa nay coi quá trời luôn anh chị ơi. 6 giờ mấy sáng bán tới chiều tối luôn, hồi tối này không có bán trống luôn. À, ta điện thoại mua số lượng nhiều, nói chung anh bán cũng được nhiều. Chắc điện thoại cái đó chắc tới cả đêm luôn ha anh. Tới tối luôn. Hồi tối này không có lên phát sóng trực tiếp bán luôn. À. Ở trời ơi, ở đây 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 đây. Hoàng Việt á. Ơi chào anh Hoàng Việt nha. Nay đi đâu mà về mới tới á? Mưa đi anh Viện. Dạ. Tính ra mình chơi mà mưa đi trễ. Vậy dạ. Bữa giờ có ai hỏi anh mấy cây siêu bông Bình Lợi ghép không anh? À, cũng có. Mà bữa là nghe nói vụ ship về có ai mà kêu ship ship về không anh? Kê. Có kêu ship mà mình không có đầu tư bán nên không có này ship là rồi trời gì cũng khó không vậy. Vậy bữa giờ là có ai mà chạy lên tới anh được không? Chắc chưa quá. Có lại cũng được 5-6 người. Ô vậy gì hả? Rồi tiến hành từ từ chứ mưa quá trời ướt. Ướt trời ơi, mưa đồng hơn đại quạng mà hơn ảo mưa đi mẹ nữa. Sao em? Chào chào khán giả xem kênh Chả Sài Gòn ạ. À. À, đây là anh Tấn anh chị. Cái anh Tấn là nguyên công lê, bốn người là tứ đại. Đây. Tứ đại vườn mai ở Bến Tre, siêu bông siêu tầm siêu bông Bình Lợi anh chị. Ở anh Hữu Lực. À, nghe nói coi lại cái clip hôm bữa đi Tấn ơi. Đây là anh, cái clip này là chính tay anh Đủ Lực gửi cho em ạ. À. Ngày chính em... tay anh Đủ Lực chứ không phải em quay hả? Dạ, chính tay anh Đủ Lực luôn anh. Đâu đâu coi đây. Anh Đủ Lực không? Đây là Zalo của anh Đủ Lực nha. À. Đây trang cá nhân của anh. Đây chính xác là trang cá nhân của anh Đủ Lực nha các anh chị. À anh Đủ Lực luôn ha, anh nhắn dạ. Em luôn ha. Mà hôm bữa clip em... này bữa anh quay nè. Dạ. Cái hôm bữa mà cái ngày em lên cắt bông á, cắt bò cây đó là ảnh quay rồi ảnh gửi cho em luôn. Ảnh gửi em luôn. Dạ đúng rồi. Đây ạ. Không cần hồi sáng giờ làm lỡ mai, làm không mà hối tiền. Mai xong còn hối tiền lại nữa. Tỉa. Mình thấy sao anh? Đây áo trắng nè anh chị. Áo trắng là nữa này là ở áo trắng. Này cái áo bữa hổm luôn nè ngay. Tùng hộp. Áo bữa hổm luôn ha. Bữa nay tùng hộp. Đây nghe máu đen nè anh chị. Đó. Chào vừa nha. Ngay còn em là người cầm cái bao đây, anh chị. À em là Tấn cầm cái bao đúng không? Dạ. Bữa mình được bao bao không? Dạ đúng rồi. Cái clip này thì anh Đủ Lực anh quay anh gửi cho em. À. Hôm bữa là ba bao đó về mấy anh em bốn em chia là mỗi người ngất phải không, mấy trăm bo phải không? Dạ mọi người cũng bữa được vài trăm bo anh. Bữa anh Hoàng Việt là anh được ghép được 10 cây F1 hả anh? Đúng rồi. Còn Tấn là được mấy cây ở anh Bình chứ? Tấn là có vườn cái bên luôn anh chị, chút xíu nữa em qua vườn của Tấn cái bên đây nè, đó cho anh chị mình tham quan vườn của Tấn. Còn ở đây là cái vườn của anh Bình nè. Anh Bình bữa giờ mình ra được mấy cây rồi anh Bình? Em thì em về em thám chứ chưa có ra, nhưng mà thám được 7 cây. Thám được 7 cây hả anh? Dạ. Đâu mình ra tham quan cái rồi tí xíu mình vô uống trà tiếp anh Bình ơi. Dạ. Đây mấy anh em mình ra chơi cái nè. À. Trời mới mưa xong giờ đang hừng sáng nè anh chị. Đó đang hừng sáng nè, đã đỡ một chút nhưng mà vẫn còn mưa ha. Ủa anh Bình mấy cây thác đổ để mình có giao lưu mà anh? Dạ có. Mấy cây thác đổ này là ghép cái gì vậy anh? Dạo Thu Đức. Dạo Thu Đức. À. Mai trắng. Cái này ghép mai trắng ha. Dạ. Bạch mai. Bạch mai. Ở đây anh có sắp tới anh có giống gì mà hay sắp sửa ra nó không ngoài siêu bông Bình Lợi? À, có gì? Dạo cánh toàn hay gì? Có không? Có. Dạo cánh toàn ha anh. Dạo cánh toàn.
Ví dụ như cây này cũng thu đất hay gì anh? Dạ. Ví dụ cây này mà giao lưu cỡ nhiêu cây anh? Chắc 1.500.000. 1.500.000 ha. Ồ, cây thác đổ nguyên cái chậu này luôn, 1.500.000 ha anh. Dạ. Giá vậy anh chị thấy được không? Mình cho cái comment đi anh chị các bạn. Cái cây đó em thấy hoành nó tầm khoảng cỡ 15 16 đó. Một cây thác đổ bán đổ á. Đâu bữa anh nhân giống được ra cây nào rồi anh? Đây cây này là của anh Đủ Lực nè, giống siêu bông Minh Lợi. Cây này ha. Đâu giờ anh em mình em quay kỹ cho anh chị mình xem cái lá nó nha. Đây. Siêu bông Minh Lợi. Này anh ghép được bao lâu rồi anh Bình ơi? Chắc cũng tầm 2 tháng vậy ha ta. Từ hôm mà lên anh Đủ Lực tới giờ. Chắc cả 2 tháng rồi. Là giờ anh ghép liền luôn hả? Dạ. Giờ anh ghép liền luôn. Đó. Hôm bữa là 4 vườn, bữa là em quay cho anh chị xem mấy vườn của anh Hoàng Việt. Vườn anh Miến. Rồi bữa nay tới vườn anh Bình anh chị ha. Rồi chút xíu nữa em ghé qua cái vườn của anh Tấn quay cho anh chị các bạn luôn. Cây này một cái F1. Bên cây nữa. Bên này là cây này Thọ Hương. Rồi cây này cây số 2. Cây số 2. Để coi anh 7 cây tất cả ha anh. Dạ, 7 cây. 7 cây anh chị. Cây số 2. Lá nè anh chị ơi. À, mình xem cái dàn lá của siêu bông Bình Lợi. Mấy bữa mình ghép cái này thì anh thấy siêu bông Bình Lợi có những cái điểm nào mà anh yêu thích anh Bình? Thì thấy siêu bông Bình Lợi thì tháp nó phát triển nhanh. Phát triển nhanh rồi anh. Dạ. Nó sức khỏe nó thấy cũng được. Nếu mà so sánh với một số cái giống khác, dạo khác, hoặc là ví dụ cúc Thọ Hương, hoặc là một số cái giống đang hình thành khác, anh thấy cái tốc độ phát triển của nó như thế nào? Thấy nó so với mình, nó, Bình Lợi. So với mấy dòng kia thì thấy dòng mai Bình Lợi này em thấy là phát triển rất nhanh. Phát triển rất nhanh luôn, mà anh thấy nó chưa, bữa giờ chắc là chưa có bông gió hết hả? Dạ chưa. Nhưng mà nếu mà nó bữa giờ là anh thấy phát triển nhanh, mà cụ thể của nó là anh thấy cái điểm mạnh của nó là cái điểm nào? Tức là nó giọt và đâm đọt, đâm nắp rồi là nó khỏe khoắn, thấy nó giọt hơn so với mấy dòng khác. Nó giọt hơn cụ thể nó là cái gì anh? Ví dụ như một cái nhánh của nó cụ thể anh thấy nó là gì? Nó đâm chèo nhiều. Đâm chèo nhiều. Ừ. Chứ nó giọt. Gọi gì nữa anh? Nó giọt và nó mập. Giọt mập nhanh hơn phải không? Dạ. Tốc độ nó nhanh. Ngoài ra có còn gì nữa mà anh yêu thích về cái siêu bông Bình Lợi mà lý do để siêu anh bông mua về ấy. Mình nhân giống vậy không? Thì em thấy siêu bông Bình Lợi cái thứ nhất là cái bông nó chuỗi, nó chùm, nó dài. Cái thứ hai nữa là nó nhiều cánh. À. Cái form hoa nó rất đẹp. Nhưng mà bữa giờ là mình chưa có cái bông gió nào luôn hả anh? Dạ. Gọi cây số 3 đó anh. Cây số 3. Cây tứ quý. Cây tứ quý cây số 3 luôn. À. Còn đây cây mai vàng. Bữa giờ đây cây này hả anh, cây số 3. Rồi xem gốc thử coi anh. Giỡ cái đế rồi anh chị em ở bên đằng xa còn chim ngưỡng rồi. Đó. Đây. Cây số 3. Rồi mình xem chủ yếu xem cái tăng cặp hết. Đây, em quay cho anh chị xem nó tốc độ phát triển nó như thế nào nha. Đây. Vậy dàn lá của nó nè anh chị. Vô tứ quý anh có đóng vô mai vàng không anh? Dạ anh chỉ Bình. Có một cây mai vàng. Đâu anh? Đây nè. Rồi cây này cây số 4 của anh chị. Đây cây mai vàng nè. Vô mai vàng thì tốc độ của nó so với tứ quý anh thấy như thế nào? Em thấy là nó, do tứ quý nhiều mạnh hơn á. Nó ấy sao nhưng mà em không biết. Cây này có vẻ yếu hơn phải không? Dạ nó yếu. Cây này do cái gốc nó hơi xì, hơi yếu hơn trước. Gốc này nó không ngon bằng gốc tứ quý ha anh mấy ha. Nó nè anh chị, thấy không? Bên cây này với kia là ghép cùng đợt ha anh. Dạ cùng đợt. Cùng đợt mà anh chị thấy bên này nó thừa, nó hơi yếu cơ ra anh chị thấy không? À. Vô mai vàng nó không ngon bằng. Nhưng mà bữa em thấy anh Lực anh ghép vô mấy cây mai vàng thấy cũng mạnh lắm mà. Anh ghép cây mai vàng nó không đạt phải không? Cây phôi mình hồi lúc đầu là cũng như nó không đạt, không mấy cây phôi mạnh thì nó giọt. À. Cũng do cây phôi một phần nữa ha anh ha. Dạ dạ. À, với anh em thấy bữa
bên anh Đủ Lực với anh Miến với anh Hoàng Việt cũng có ghép vô mai vàng nữa mà thấy nó có vẻ nó đẹp hơn cây này à. Dạ, thì do những cái phôi nó không được khỏe. Rồi cái này cây số 4, cây số 5 đâu anh? Xích thằng này. Nói chung mình khẳng định là với khách hàng bà con xa gần á, là có nghĩa là cái cây này nếu mà không ghép giống này á, ghép những giống khác là nó không thể làm sống. Là bản thân phát, à. Bản thân là cái cây này là nó bị xuống như là nó yếu tầm trọng không? Ghép giống khác là không bao giờ phát triển luôn, là có thể chết luôn. Còn giống này nó cầm cự nó sống cái gì là quá ok đó. Vậy là coi như cái này mình test cái độ mà kéo cây của siêu bông mình lợi luôn anh hả? Đúng rồi, nó mạnh yếu luôn. Nè anh chị xem cái phôi này nó cũng không phải là cây phôi ấy ha, cây phôi này có vẻ cây phôi yếu anh chị. Nếu mà ghép giống khác là đi luôn á. À, vậy là nhân dịp này cái mình test thử vô cái phôi yếu thì nó kéo cây như thế nào phải không? Đúng rồi, phát triển như thế nào, mạnh yếu. Vậy là mấy anh về đây ảnh vừa nhân giống mà vừa test thử cây luôn anh chị ơi, để xem cái độ mà kéo cây, độ phát triển của nó như thế nào, ổn không. Cây đó là cây số 4. Cây số 5 đâu anh? Bên đây nè. Đây qua bên này. Mấy cây tám. Tuấn ơi, bữa giờ em có thấy cái mặt bông của nó chưa Tuấn ơi? Đó, còn cây số 5 anh chị ơi. Vậy như tính 6 cây rồi anh này. 6 cây anh. Cây này cây số 6 hả anh? Hồi nãy số 4 rồi phải không? À, cây số 4, cây này số 5. Số 5. Cây này số 5 rồi anh ghép vô tứ quý nè anh chị. Đó, ghép vô tứ quý thấy nó khác hẳn lên ha. Mấy phôi tứ quý này của ảnh là phôi mạnh anh chị ha. Đó. Đang ra đọc đỏ luôn anh chị nè, đọc hồng ha. Cái đó nó sao? Đâu? Cái bông của em đâu? Đây cái mặt bông của siêu ông mình lại nở tại vườn anh. Mở vườn ở đâu? Cây nào? Tại em. Tại vườn em đây. Vườn bên đây hay là cái vườn ở kế bên của em? Vườn kế bên của em. À. Cái này hả? Dạ. Đâu đâu mở lại cái coi lại cái. Bông gió em phải không? Dạ bông gió. Có tiếng không? Sáu. Ba lớp, bốn lớp, bốn lớp luôn đó ta. Sáu lớp bên ngoài của anh tại vườn. Ồ, 6 4 là 24 luôn anh chị. Em thấy một lớp là 6 bông kìa, 6 7 bông gì nè. Bốn lớp luôn anh chị ơi. Ghê ha. Mà này không có đo được bao nhiêu cm ha. Không có đo nha mẹ. Đây, nó ở bốn cái tay của mình nè. À. Đây. Bằng gói thuốc ạ. Bằng gói thuốc. Ồ. Ngon à, ngon à. Cũng giận. Bông thì nó rất lâu tàn anh chị. Nó 3 4 hay chơi được 3 4 ngày. Cái này muốn gần gần như cây gốc luôn rồi à. Đây ha. Là tay em luôn hay tay này? Tay em à. Rồi, đâu cái tay coi. Đây tay nè anh chị. À. Này tay phải ha, tay này chứ. Dạ tay này nha. Đó. Y chang luôn anh chị ha. Đó. Rồi cái đây là em chụp cái chiều ngang của nó. Chiều ngang của nó ha. Coi nó mấy lớp, bốn lớp anh chị. À bốn lớp anh chị. Lát nữa em sẽ qua coi lại cái cây này ở bên vườn anh Tuấn luôn anh chị ha. Đó, mình đợi trong giây lát sau khi mình xem cái vườn của anh Bình nha. Cây số 5, còn cây số 6 đó anh. Đây nè. Vòng vòng qua đây nè anh. Mấy phôi này bữa nay là ở vườn của anh Bình với Tuấn này định giao lưu kiểu sao anh Bình ơi? Giao lưu sao? Mình giao lô bo với anh có dự định bán chưa? Đó, đó anh có dự định mà bán bo hay với gốc như thị trường như thế nào anh nói đi. Những cây nào anh? Không, dù mình có định bán bo hay là vừa bán bo vừa bán cây bự như thế nào mình nói với anh chị. Để nhân giống. À. Để nhân giống rồi em thắp những cái cây nhỏ để em bán. À mình có cây nhỏ luôn. À có cây lớn. Đó mình coi tiếp cây số 6 đi anh. Đây nè. Cái này hả anh? Dạ. Cái này vô mai vàng hả? Dạ, tứ quý luôn. Tứ quý luôn. Tứ quý da trơn hả ta? Đúng rồi. Anh chị. Tứ quý da trơn là anh chị quay xét cho anh chị xem nè. Này vẫn có gốc chưa đạt hay sao anh?
có nhánh này, nào có bò không? Lúc đó là em tháp vô em để nở qua nó hơi chậm, đến hồi bấm ra thì nó chậm hơn so với mấy cây kia. À anh cho nở qua cái này hả? Ừ. Vậy lúc đó anh không chụp lại, không có chụp. À cây này cây số 6 hoặc cây số 7 anh? Số 7 cây nhỏ quá. Thôi cây số 6 thôi được anh. À. Tại cây kia nhỏ nó không đẹp không? Còn cây kia cũng còn cây nhỏ đúng không? Ừ. Vậy là anh ra 7 cây. Rồi ở đây thì mấy cây này là anh ghép cái gì đây? Thì siêu bông mình lợi không à? Siêu bông mình lợi luôn. Dạ. À, mấy cây dưới đó là đang còn cây phôi ha. Dạ, còn mấy cây mà quấn bịch là anh đang ghép ha. Dạ. Trùm bịch là tháp đó. À, anh tháp mấy cái siêu bông mình lợi á là từ 7 cây cây gốc của anh ha. Dạ. 7 cây nái của anh đó. Dạ. Vậy bữa nay anh với Tuấn là mình giao lưu chung đó. Tuấn ơi, Tuấn ơi. Dạ. Mình em giao lưu sao em nói với anh chị các bạn đi, mình bán bò bán cây như thế nào? Hôm nay nếu mà các anh chị có yêu cầu thì em phải ghép vô những cái những phôi tứ quý lớn tại vườn. À. Nói đi em nói đi. Bò thì em ghép vô cây thì em tính tiền theo bò. À. Nếu vậy một bò nó tầm khoảng bao nhiêu em? Một cây một bò khoảng 300 ngàn một bò các anh chị. 300 ngàn một bò. Dạ. Còn cây nếu mà cây nhỏ thì tầm khoảng giá bao nhiêu em? Cây nhỏ thì nếu mà một bò thì khoảng 400-500 ngàn ạ. 400-500 ngàn một cây. Một bò. Dạ. Một cây đó lấy được nhiều bò không? Dạ cây cũng 6-7 bò, 7-8 bò. 7-8 bò luôn, hên miếng luôn. Chết rồi. Hên miếng luôn. Rồi vậy để chút xíu chuẩn bị qua vườn anh Tấn xem như thế nào nha anh chị. Nếu mà anh chị các bạn có nhu cầu ghép cho những cây lớn thì mình sẽ có luôn không em? Dạ có anh. Có luôn. Đâu mình ở đây mình có cây phôi nào mình chuẩn bị có thể giao lưu được với anh chị các bạn không? Ở đây anh... cái cây mình đang ghép đây cũng có luôn phải không? Dạ đúng rồi, mấy cây này em cũng giao lưu luôn anh. Ví dụ như cây bên này thì giá nó như thế nào? Để vô đây quay cho anh chị xem nha. Đây, em mấy cây này. Dạ, những cây này thì nếu mà em ghép siêu bông mình lại thì cái giá phôi á thì những cây này tầm khoảng 19 triệu ạ. 19 triệu cây này nè anh chị. Rồi em ghép vô bo thì em đếm bo, mỗi bo thì 300 ngàn ạ. Như cây này là nó đọc khoảng bao nhiêu bo? Cây này khoảng 30 mấy bo các anh chị. 30 mấy bo? À, 30 mấy là 30 hay 39? Khoảng 35-36 bò vậy anh chị. 35-36 bò nè anh chị. À, vô cái gốc tứ quý này có tầm khoảng 35-38 hoành nè anh chị. À, nếu mà đo cái này ha. Tầm khoảng cỡ 35-37-38 hoành. Trên này tầm khoảng hai mấy 30 hoành nè anh chị. Chậu này cho chậu này chậu 8 ha. Chậu 8 anh. Chậu 8. Cái này rồi. Củ đế đẹp mọi người. Anh chị xem cây tứ quý dán trực tàn thông nè anh chị. Cây này ghép siêu bông bình lợi 35-36 bò. Tay cầm nó đây nè anh chị. Dán trực một cốt giót ngọn ha. À, cây này nhà vườn muốn giao lưu với anh chị là 19 triệu. Mình làm cây số 1 cây lớn là mình có giá luôn nha anh chị. Cho nó cây số 1. Rồi mình cây này có không? Cây này cây phôi. Dạ có phôi, cây này em cũng chuẩn bị lên siêu bông mình lợi luôn anh chị. À, cây này cũng chuẩn bị ghép siêu bông mình lợi. Nếu mà anh chị mà có nhu cầu ghép cho cây này là mình ghép mình giao luôn. Dạ đúng rồi. Thì cây này hoành nó cũng ở tương đương cây như hồi nãy anh chị. Cây này thì giá làm sao? Giá nó cũng 19 triệu luôn. Giá phôi 19 triệu rồi. Bo thì mình ghép đếm số lượng bo nha các anh chị. À, tức là em tính làm tính cái giá phôi đúng không? Dạ đúng rồi, cây này giá phôi là 19 triệu ạ. Giá phôi 19 triệu, cây này hoành cũng cực 38 hơn đó anh chị. Em không có cây thước ha. Đây, quay cho anh chị xem. Đó. Nè các anh chị. Này quay trên 38 anh chị ơi. Đó. Đế của đây. Nó đây, cũng nở ha anh chị ha, để nở. Cây này cho cây số 2 nha anh chị. Đó, cây số 2. Tay cành này tứ diện á anh chị. Cây này em đếm thử sơ sơ coi cái đóng được khoảng bao nhiêu bo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 bo. 38 bo luôn anh chị ơi, quá trời bo luôn ha, 38 bo. Cái này ghép vô thì Tết nó thì khỏi chê các anh chị ơi. À. Rồi cái này nó cho nó mã số 2 nha anh chị. Rồi mình qua cây lớn mã số 3 đi. Cây số 3 mình ở đây mình có bao khoảng bao nhiêu cây lớn? Giờ mình có khoảng 6 cây anh. 6 cây, cây này có không? Dạ cây này cũng có luôn anh. Cây này cũng khá to nè anh chị, cây này hoành 4 mấy anh chị ơi. Cây dạ này cây này hoành 4 mấy ạ. Cây này chắc em nghĩ chắc ở hoành 45 có anh chị ơi. Đó 43 45 hoành. Cao nó tầm khoảng cỡ 2 mét. Đó tới ngọn là 2 mét á, rất ngọn á 2 mét. Còn mấy cây này bên này chiều cao của nó cũng tầm khoảng cỡ 1m6 trở lên anh chị ha. Đó, cây bên này cũng y vậy luôn. Cây này cũng cỡ 1m6, 1m7 trở lên anh chị ơi. Đó, tính tới mặt chậu nha. Cây số 3 này bao nhiêu? Cây này tính giá phôi là 25 triệu nha các anh chị. 25 triệu anh chị ơi. Cây này cũng gần 50 hoành luôn á, cho nó 45 hoành đi anh chị. Này. Nó ghen của em 23 nè anh chị ha. Đó, nó tối thiểu nó cũng phải cỡ 45 hoành. Này tay cành nó rất lực nha các anh chị. Tay cành rất là to lực ạ. À. Thác thân cây này tầm khoảng cỡ 25 anh chị ơi. À, tay cành nó hoành của nó chi một của nó cũng tầm khoảng cỡ 16 anh chị ơi. À, 16 chi cành. Đó, tay chi cành nó rất lực ha. Cái phôi này mình tính giá phôi là 25 đã triệu rồi cái ghép bao nhiêu thì mình tính bao nhiêu thêm đúng không? Dạ đúng rồi anh. Cái này là cái mã số 3 nha anh chị. Mã số 3. Cây này cũng dán trực tàn thông luôn anh chị ha. Đấy nữa nè. Rồi mình qua cây số 4 luôn. Ở đây dễ dở cái cho mọi người xem. Đó cái đế nè. Rồi coi qua cây số 4. Qua cây số 4 luôn. Ôi hái chậm gì đây anh Hoàng Việt ơi. Dạ này mình chuẩn bị buổi chiều. Vậy vậy về nấu canh hả? Không có, buổi chiều chứ chúng mình đó. À nhậu hả? Trời ơi. Cái này gọi là rau gì anh? Ngò gai. Con này là rau cần gì lá. Rau gì anh? Cái gì về lá? Cần. Rau cần gì lá? Rau cần gì lá em mới nghe luôn. Thơm lắm. Thơm lắm. À đúng rồi, nghe. Nó chục cá lóc. À nghe mùi thơm lắm. Rồi qua cây số số 4. Số 4 à. Cái này ha. Thì cũng tứ quý luôn các anh chị. À. Cây số 4 này đẹp. Chiều cao của nó cũng tầm cỡ 1m8 trở lên nha anh chị. À, cây này thì ở nhà vườn này chắc nuôi lâu rồi nè. Anh chị thấy tuột nó ra mập lắm không? À, nãy giờ mấy cây kia cũng y vậy luôn. Cái tuột của nó ra bằng ngón tay út nha anh chị. Cái này chắc phải nuôi tối thiểu cũng phải cỡ năm không anh? Dạ cũng gần cả năm rồi anh. À, anh chị. Cây này dán cũng dán trực tàn thông luôn. À, thác thân cây này tầm khoảng cỡ 20 anh chị ơi, 20-25 ha. Rồi bộ đế của nó nè, cây này hoành em đoán sơ sơ nó cũng cải cỡ 38 anh chị ơi, 35-38 hoành đó. Còn đó ăn gian nó cũng phải cỡ 40 hoành. Rồi cây này giá tầm khoảng nhiêu vậy em? Cây này giá phôi cũng khoảng 19 triệu anh chị. 19 triệu anh chị ơi. Đây, cây này 19 triệu hoành nó cỡ 38-40 đó anh chị. Cây đế đẹp ha. Dạ đúng rồi, đế đẹp ạ. À. Đế đều tứ diện luôn á anh chị. Đế chữ A lực luôn anh chị ơi. Đế đẹp. Rồi cây này cũng chậu 8 luôn. Mã số của nó là số 4. Số 4 ạ. Rồi qua số 5 luôn. Đây còn 2 cây nữa các anh chị. Rồi cây này lực quá dữ luôn. Nè các anh chị. Cây số 5. Cây này cao tầm 1m2, 1m3 anh chị ơi, tới ngọn, dốc ngọn ha. Dốc ngọn của nó tầm khoảng cỡ 15-16 nha. Cái hoành của nó em ước chừng cần khoảng cỡ 50 anh chị. 50 ha, 50 chắc cái dòng này quá. Dạ. Dòng 50 là cái dòng xù xù này anh chị. Đang lên xù nha anh chị. Xù tới quý, quái. Tới quý mà nó hơi giống xù xù anh chị ha. Tới quý mà xù là chắc không có ngộ ha. Đó giờ có ai nghe tới quý xù chưa anh chị? Xù ta chỉ xài cho mai vàng thôi. Mã này cũng giống vậy đó. Thì ngay cái dòng xù xù đó là cỡ 50 anh chị. Còn dòng này nhỏ hơn nha. Dòng này nó tầm khoảng cỡ 8-40 anh chị ơi. Đây cái gốc của nó nè.
Cây này bao nhiêu Tuấn ơi? Dạ cây này đó phôi nó là 35 triệu à các anh chị. 35 triệu. Đó, rồi anh chị em đếm thử thở khoảng bao nhiêu bo ha. Dạ. Đó, mình ghép đây, siêu bông mình lại vô. Hai, mình tính bo thôi. 3 4. Cái này những bo những cái này em chừa lại nhưng mà đến khi ghép thì em cắt bớt nha các anh chị. Tại vì mỗi đầu cùi này em chỉ ghép 2 hoặc 3 bo thôi ạ. À, em đếm sơ thử coi được dạ. Bao nhiêu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 bo các anh chị. Nó cái này nó trung bình nó tầm khoảng 32 bo anh chị ơi. Đó, đếm sơ sơ để cho anh chị mà yêu thích mà siêu bông mình lại muốn ghép vô những cây lớn ha. Đó, cái xét của nó không là 35 triệu rồi đó. Rồi mình cứ bo mình cứ đếm tới thôi. Cây đó mã số 5. Rồi qua cây số 6 đây, luôn. Cây mã số 6 anh chị. Cây số 6 cây này là cây dáng trực tàn thông cao nó tầm khoảng 2 mét rưỡi tới cái ngọn nha anh chị. Giớt ngọn nó cũng tầm khoảng 15 16 anh chị ơi. Đó, đây. Tổng thể cây đây, cây này thì nó hơi lắc cổ chút xíu nhẹ thôi. Đó. Nó cũng là dáng chặt mà hơi lắc có khúc này nè anh chị. Hoành của nó chắc cũng cỡ khúc này chắc cũng phải cỡ 50 à. Cỡ 50 anh chị. Cỡ 50 anh chị ơi. Đó. Lên đây nó tầm khoảng cỡ chỗ này tầm khoảng cỡ 40 nè. Lên đây tầm khoảng cỡ 38 39 anh chị. Đó. Tác thân cây này nó tầm khoảng cây này có 40 à. 2 gen. Cho nó 45 luôn anh chị ha. Đó, cho nó 50 luôn đi cũng được nữa. Cây này nó cao anh chị ha. Cây này cao cỡ 2 mét rưỡi có. Đó, 2 mét 3, 2 mét rưỡi cái tứ quý này dáng càng cao rồi. Mà tứ quý trực khá là hiếm nha anh chị. Cây này giá sao em ơi? Cây này giá 39 triệu anh. 39 triệu. 39 triệu cây này anh chị. Rồi ghép bao nhiêu bo? Cây này để em đếm thử. 1, 2, 3, cứ bo 4, mình 5, cứ đếm thế 6, 7, 8, 9, mình tính 10, tiền 11, bo thôi anh chị. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Những cái bo 8, này thì... cây này khoảng 40 bo các anh chị. 40 bo đó anh chị. Mấy cây này có đặc điểm đặc biệt của nó là rất là mạnh. Mình cũng muốn ghép kiểu nào cũng được, muốn ghép kiểu ghép tược giống như vườn máy ốc đực cũng được, mà mình đóng bầu cũng được luôn anh chị ha. Ghép cái nào cũng được, cũng ngon hết. Cái này rất là mạnh rồi. Rồi cái này là 6 cái phôi dành cho những anh chị các bạn mà muốn ghép siêu bông bình lợi vô những cái gốc mai giá trị ha. Rồi bây giờ mình chạy qua bên cái vườn của Tuấn nha. Dạ dạ. Đây anh chị ơi, qua để giao lưu cho anh chị các bạn mấy cây mà 400 ngàn, 500 ngàn mà quá trời bo nè. 400-500 ngàn quá trời bo. Quanh kia chơi anh Bạn Việt ơi. Trời ơi gì đây? Cá lóc hấp bầu hay gì vậy? Đây bà xã của anh Bình anh chị ơi. Đây cá lóc hấp bầu. Nấu với cái rau anh mới bứt luôn. Rồi giờ mình qua bên kia xem mấy cây mà 400-500 ngàn nè anh chị ơi. Qua chơi cái okay, miếng ơi. Rồi ok đi. Dạ. Mấy đem đi qua bên Tuấn nha. Qua luôn nha. Dạ. Rồi. Kế bên đây anh chị qua thăm coi. Giờ chở anh Bình đi giờ. Đi bộ được hả? Để vậy xe. Nó cầm điện thoại vô. Thoại của thằng Quân Hồng. Rồi không đi xe. Rồi qua đi. Cầm vô cái điện thoại anh. Cầm cho nó vô. Rồi xe của anh Miên. Rồi chơi cũng sưu tầm đồ cổ ha. Hai mấy năm rồi đó. Hai mấy năm luôn. Xe này có bán không anh? Không, để để chạy hả? Để chạy. Xe này hàng đồ cổ lên nha. Lên đi anh ơi. Ở trên một cái điện thoại này. Tại sao hả? Tại sao phải lên giữa chở luôn? Đi xe, đó, Tuấn. Dạ.
một bè tứ đại nào? Thiên ma. Thêm vô nữa là năm luôn. Tính đây, lại tính chơi ở đây mà. Này anh chị. Còn ở ngoài đây là nhà ảnh xét mặt tiền đường luôn rồi anh chị. Xét mặt tiền đường luôn. Đây. Rồi, đi anh đi chung với em luôn. Trời ơi, mới vừa mưa xong anh chị ơi. Xét mặt tiền ngoài luôn nè, ở đây là quốc lộ 57, đối diện Úc Điệp, đối diện nha khoa Sài Gòn à. Sài Gòn Tâm Đức anh chị ha. Đó, đối diện nha. Ở đây là đường 57 ha. Ở ngay chỗ đó là vườn của anh Bình nha. Còn bây giờ qua bên vườn của anh Tấn kế bên luôn anh chị. Để em quay cái đường tới cho anh chị mà mình thích lại tới giao lưu á, mình biết luôn. À, Úc Tim nè. Rồi bên đây cà phê Sơn Thủy nè. Rồi tới khúc cái này mình chạy quẹo qua cà phê Sơn Thủy nha. Đó, nghe cái hẻm cà phê Ti Ti ha. Rồi mình quẹo vô. Quẹo vô đây. Nay vườn của Tấn cây được bao khoảng bao nhiêu cây rồi Tấn ơi? Dạ vườn em cây khoảng 500-600 cây rồi anh. Gì dữ vậy? Dạ tại dữ cũng dữ hơn anh Miến luôn hả? Dạ chung vườn em cũng cũng khá là nhiều ạ. Cây giống lẹ hơn anh Miến luôn hả? Rồi cây gì đây quá trời, cây này mấy cây, cây gì quá trời, những cây công trình lỡ anh. Những cây này vậy mấy biệt thự người ta mua về ta trồng mà. Đằng sau này có lấy tàn hả? Đó, mình đi vô đường này nha anh chị, đường lớn đi vô đây ha. Ở trong đây là nguyên một cái làng mai giống. Ở đây gọi là cái làng mai gì á Tấn ơi? Dạ trong đây thì trong đây không là người ta ít làm mai anh, chỉ có một hai vườn em thôi. Còn đây xung quanh là người ta làm cây giống, cây làm đồ lá. Dạ đúng rồi. Ở đây thấy cây kiển, cây công trình nhiều nè anh chị. Đây chủ yếu là cây kiển chứ. Mà gần đây anh thấy gần đây hình như cũng có một cái gọi là làng mai giống như kiểu ở với mình lợi, người ta gọi là bài làng mai mình lợi á. Thì có anh hồi nãy như cũng có bạn làng mai tên gì á. Nhưng mà cũng ở Bến Tre nè anh chị. Có gọi là làng mai. Ở khu vực này thì bốn vườn này là lên anh đỗ luật cắt giống nhiều. Đó, cái xe đó là anh Bình với anh Việt á, là cái xe phía trước á. Này vườn hoa kiển của bên này nhiều lắm anh chị. Bên này đó toàn vườn cây kiển không à. Bên này cũng hoa kiển luôn nè. Đó. Đây cũng hoa kiển luôn, cây ăn trái ha. Đó, bên này nhập khẩu luôn nè, xuất nhập khẩu luôn. Đó, bên này cũng hoa kiển luôn nè. Ở đối diện cái hoa kiển này là vườn của em ha. Dạ đúng rồi. Đây vườn của em đây. Tấn này. Đó. Đây. Mình tham khảo cái vườn bên này nha anh chị. Đó. Đây là những cây siêu bông mình lại F1 của vườn em anh chị. Bên đó ha, còn cái khu này. Dạ khu này là phôi em chuẩn bị, cũng chuẩn bị ghép siêu bông mình lại. Trời ơi, ghép dây nè bà con thấy không? Y như là một cái rừng ha, giống như là người ta trồng lúa này mình trồng mai. Bên kia mấy cái kia là mình ghép rồi hả? Dạ ghép rồi, anh chuẩn bị rút bạch đó anh. Cũng bình lại luôn. Dạ đúng rồi anh. Còn mấy cây ở phía sau này. Dạ mấy cây đó phôi cũng chuẩn bị để ghép anh. Chuẩn bị ghép luôn. Dạ. Trời ơi. Đợt này tập trung ghép siêu bông bình lợi quá xá luôn anh chị ơi. Dạ. Đâu cái cây giống của em là được mấy cây? Đây là mấy cây F1 của vườn em à. Rồi xong quen tiếp mấy cây F1 của ảnh ha. Nè mấy cây hồi nãy nó nãy nở bông là mấy cây này là cái gì? Cây nở bông nè. Thank you.
Đây cái cây nở bông này phải không? Là cái F1 của em phải không? Dạ đúng rồi. Cái cây nào? Cây này nè anh chị. Đó, nghe nghe cái clip rồi. Quay mình là nói ít gì à. Đây quay cái cây siêu bông mình lợi của ảnh nè. À, anh chị xem cái lá ha. Đây. Có luôn á. Cùng một cái, cùng một thời điểm ghép luôn nè anh chị. Bà con thấy ở Bến Tre người ta nhân giống dữ không? Mới lên bình lợi cắt bo chưa đầy một tháng mà về về nè. Đây là mấy cây F1 ha. Này mình ra được mấy cây Tấn ơi? Dạ cái F1 này em được thực vậy ghé được 4 cây và ghép thêm được 200 gốc nhớt cũng F1 luôn anh. 200 gốc nhớt F1 luôn. Dạ. Là cái cây 200 gốc nhớt F1 là để đâu? Dạ đây anh. Đâu mình ra đó. Ô, coi coi 4 cây này trước đi. Dạ. Đây F1 là một cây 3 cây mai vàng, còn đây là một cây tứ quý anh chị. 3 cây mai vàng với 1 cây tứ quý. Rồi. Vậy là anh này là anh ghép chỉ có 4 cây là lớn F1 thôi, còn lại bao nhiêu bo anh đập vô hết cây gốc nhớt F1 gốc nhớt ha. Em cũng có giao lưu với các anh chị trong thời gian vừa qua. Ồ, tứ quý này nó ra lá cũng khá bự nha. Nó rất là to này. À. Đây, như lá xài vậy. Đây em quay cái dàn lá đóng vô tứ quý nè anh chị. À, mình coi cái dàn xương của siêu bông bình lợi nè anh chị. Này cái dàn xương đó. Dàn xương nó đặc kẹo luôn ha. Ủa sao con cái con này giống cái con bên kia quá ta? Một giống anh. Hả? Một giống luôn. Nhà con này có là... mẹ con gì không? Con này là anh. À con này anh hả? À, cái dòng trước. Là được lần mấy con? Lần hai ba con hả? À, nó là cái giống này là như cái giống chó phốc sóc anh. Phốc sóc hả? Dạ. Có cái loại mấy nhỏ hơn con này tầm khoảng 1/3 con này, nhưng ta bán mấy chục triệu á. Dạ đúng rồi, đó là à. Con phốc sóc nó gặt, còn cái này dòng này nó lai rồi. À, nhưng mà nó cũng nhỏ nhỏ nè anh chị ơi, y như là Hồng ơi. Dạ. Giờ Tuấn ơi, anh có công việc chắc anh xin anh về trước. Rồi, chào bà con. Dạ, cái đi anh. Chào cô chú anh chị ha. Dạ. Em có công việc em xin anh về trước. Dạ rồi, dạ, xin chào anh Mỹ nha. Dạ, 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 dạ. Ok anh. Dạ. Rồi, chào anh Nam. Rồi, hẹn gặp lại. Rồi. Ok. Bye bye. Một đồng chí Thiên Dương đã đi về trước. À, chuẩn bị live stream buổi tối này đó chị ơi. Tối có live không anh Miếng ơi? Tối có live anh chị ha. À, tối anh Miếng anh live tiếp. Rồi tối vừa mai Miếng Dung có live trên kênh Chợ Sài Gòn anh chị. Còn cái cây số 3 đâu em? Cây này ha. Hai, dạ. Ba cây này luôn anh. Ba cây này, hai cây này, ba cây mai vàng anh chị ơi. Nè. Đó, mấy cây mai vàng. Anh chị xem cái dàn xương của nó ha. Em chủ yếu em quay cái dàn xương của nó cho anh chị xem cái tốc độ phát triển và cái xương chi cành của nó ra như thế nào nha. À, khá là nhặt anh chị ha. Chi chít cho nhau luôn nè. Đó. Nè. Chi chít nhau hết ha. Rồi cây bên này nữa nè, cây số 4. Đó. Xương chi cành của nó. Nó lạnh luôn. Phóc sóc đó là chó mẹ là của ai em? Chó mẹ thì này em mua có bà chị anh. À. Rồi mình qua cái dàn mà 200 gốc gốc nhớt của em mà F1 luôn hả? Dạ F1 ừ. Anh. Vậy là dứt gì mà tới 200 gốc nhớt F1 luôn. Vậy là một gốc là một
mất lá hả hay gì? Dạ, một gốc mà mất lá. Là cái nào? Cái này anh. Vàng đó, còn vàng này không phải không? Dạ, vàng này là F2 anh. Vàng thì cũng sẽ bông mình lại mà vàng F2 à. Đây, F2. Vàng này ha. Em chuẩn bị giao lưu các anh chị ạ. F2 tức là ghép từ mấy cây F1 ra nè anh. Dạ đúng rồi. F2. Thế cái vàng này thì em giao lưu giá như thế nào? Dạ 300 ngàn là cỡ nào? Dạ những cây này 500 ngàn cỡ nào? Dạ những cây này thì em giao lưu các anh chị là giá là 500 ngàn ạ. 500 ngàn nhưng mà cỡ nào thì mình giao. Dạ thì cái này mình để cao hả, mình già cái đợt này sẽ giao cái gì? À nó cao cỡ nào em giao? Chắc nó cao cỡ như những cây này thì em sẽ ship cho các anh chị ạ. À. Này ha, cỡ như cây này ha. Không như cây này cái mình đếm bo thử coi được bao nhiêu bo. Dạ. Cái này nếu mà lấy cái này có gốc nè anh chị ha, gốc mấy cái này gốc nhớt. Đó bằng ngón tay cái anh chị. Đây ạ. À. Thì gắt được một cái anh chị, một bơ, hai bơ, ba bơ, bốn bơ, năm bơ, sáu bơ, bảy bơ. Nếu mà mình để già anh có lấy thì thể lấy được một bơ trên đây nó nghe cái anh chị. À, là tám bơ anh chị. Được tám bơ ha. Dạ. Tại cái này cái bơ này nó cũng chưa già. À. Là cái vàng này. Dạ. Cái vàng này. 500 ngàn hả? Dạ đúng rồi anh chị. Mà gốc đây. Bự cũng bự vậy luôn hả? Dạ gốc bự vậy anh chị. Đây em lỡ anh chị xem ha. Đó. Con tay cái em ha. Đó. Gốc hoành nó cỡ 8 hay anh chị. Đây. Có những cây cũng hoành khá lớn anh chị ha. Chắc hoành cỡ hoành 8. Chắc. Còn bên này là cái F1 đó phải không? Dạ. Bên đây là F1 nha anh chị. Kệ nó cho nó đi theo, kể cho chó đi theo. F1 đây. Dạ. Anh chị thấy F1 với lá nó già hơn phải không? Nè các anh chị. F1 nè anh chị. F1 thì cái tại em cắt bo từ cái cây mẹ nên anh chị thấy cái cuốn nó bự các anh chị. Cái bo nó bự rồi. Đây, F1. F1 cắt từ cây mẹ luôn. Vậy là cái F1 này em bán giao lưu như thế nào? Cái này, em giao lưu các anh chị là 400 ngàn ạ. À. 400 ngàn. 400 ngàn một cây, giờ tiền ship là 30 ngàn các anh chị. 400 ngàn, vậy cây bên này là 500 ngàn. Dạ đúng rồi. Ủa vậy cây F1 rẻ hơn cây F2 hả? Dạ tại cái F2 này giá gốc bự hơn các anh chị, gốc bự và gốc đẹp hơn ạ. À, cây F2 là giá cao hơn cây F1 luôn nè anh chị. Lạ tại không? Vì... Độc lạ Bến Tre chưa? Tại vì cái F1 này anh chị, cái gốc nó cỡ... À. Chỉ cỡ con tay út của em thôi ạ. À, cái gốc cái F1 thì gốc nhỏ nhưng mà ghép vô cái F1 nha anh chị. Dạ. À, sau đó em không ghép vô cây gốc bự luôn, bán giá cao hơn. Tại đó chung là cái bo thì giao lưu với anh Đủ Lực thì cũng cơ duyên thôi chứ em cũng không có tính trước ạ. À. Đó là giờ mình ghép cho chủ yếu cho tốc độ chỗ lẹ phải không? Dạ đúng rồi ạ. À. Tại do cơ duyên nên anh Đủ Lực mới cũng chia ba lại. À. À. À anh Tấn cảm ơn anh Đủ Lực kìa. Yeah. Anh Đủ Lực có coi cơ duyên sao để kể nghe coi. Thì cơ duyên thì em lên em mua, chủ yếu là mua cây nhỏ của anh Đủ Lực, nhưng mà lên thì anh Đủ Lực hết cây nhỏ rồi anh Đủ Lực nói nếu mà cái anh có mua thì để cho một số bò, anh để cho một số bò trên cây F1 ở tới cây F0 à. À rồi vậy phải cảm ơn anh Đủ Lực ha. Dạ đúng rồi. Thì có cái này cũng nhờ anh Đủ Lực ạ. À. Rồi để coi cái F1 này được 200 cây, sau đây đâu tới 200 dạ, cây. Dạ em giao lưu hết thì anh còn có nhiêu đây hả anh? Nhiêu đây là còn bao nhiêu cây? Dạ còn khoảng 80 cây rồi anh. Còn khoảng 80 cây thôi anh chị ơi. Dạ. À, ngoài cái giống siêu bông bình lợi ở tại vườn em đây là có khoảng bao nhiêu cái giống nữa? Dạ vườn em cũng khoảng 30 giống mà anh chị. 30-40 giống luôn. Dạ. À. Có những giống mới em chưa cho ra thị trường á các anh chị. Đây mình coi kỹ lại chút xíu những cây... nói chung là những cây mà F1 á thì anh ghép vô những cái gốc nhỏ nhỏ anh chị ha, bằng ngón tay út thôi. Đó, gốc nhỏ nhỏ bằng cái ngón tay út thôi. Nè, là những cái F1 ha. Nhưng mà được cái nó già ha, nó già rồi đó, ngay F1 cắt từ cây F0 luôn. Đây là cây F2 nha anh chị. Cây F2 thì cái bo là nó cũng nhỏ hơn nha các anh chị. Tại vì mình cắt từ những cây F1 này ạ. Đây cái bo này anh chị ha. Đó. F2 thì cái bo nó nhỏ hơn anh chị ha. Nhưng mà cái gốc thì do rút kinh nghiệm rút kinh nghiệm mà để vô gốc giá trị hơn đúng không? Dạ. Gốc này về mình chơi luôn anh chị. Mình thấy lấy bo rồi mình chơi luôn anh chị. À. Củ đế đẹp luôn ạ. Đế đẹp luôn.
là mấy cái cây F2 này là được bao nhiêu cây tất cả? Này nó khoảng 300 cây anh. 300 cây F2 anh chị ơi. Còn khoảng 200 cây F1 vậy là được 500 cây luôn ha. Dạ. Còn 300 cây em chuẩn bị rút bịch nữa anh chị. Xong qua mình cứ vô mình coi thôi. Đây cái thớ này thì lớn hơn, gốc này thì lớn hơn, cây này thì em giao lưu là 600k nha các chị, 600.000 ạ. À, mấy cây này gốc lớn hơn. Dạ. Này gốc lớn hơn, ngay ngón tay anh em anh chị ơi. Cái bò nó cũng là bò mới ghép của chị ta. Đó, bò nhỏ. Là F2 luôn phải không? Dạ, cũng F2 luôn anh chị. F2 là 600.000 anh chị ha. Rồi. Đây còn có những cây lớn hơn anh chị. Có cây cỡ 2 bò, 3 bò luôn nha anh chị. 2 bò, 3 bò đâu ví dụ coi. Đây gốc cái... này bự bự hơn à. Chẳng như cây này ghép 2 bò anh chị. À, cái này thì nhiêu? Cái này em giao lưu các anh chị là 800k. 800k. Này hai bo. Dạ. Này gốc đây anh chị. Này, hai bo 800.000. Hai dạ. Bo nó cũng đang là bo nhỏ là F2 ha. Dạ này toàn bộ là F2 anh chị. F2 toàn bộ anh chị. Dạ. Đây những cái như những cái này. Cái này thì 4 bo thì em giao lưu các anh chị là 1.2 các anh chị. 4 bo luôn. À 4 bo 1.2 anh chị. Rồi, còn những cái ba bo thì gốc lớn. Ba bo thì 1 triệu nha các anh chị. Ba bo thì 1 triệu. Đây những cây này ba bo thì mấy cái này chơi bán đổ được luôn à. Dạ. Cái này ba bo là 1 triệu. Dạ. Mấy cây này hoành nó từ 8 cho tới 10 13 tới 12 13. 12 13 có gốc này bự nè. Gốc này bự, gốc này hoành cỡ 15 hơn anh chị. Gốc này giá sao em? Thì gốc này cũng hai bo cũng 800.000 các anh chị. À vậy ta chọn gốc này luôn à. Dạ. Thì ai nói chung là ai ở trước thì em sẽ được chọn những gốc những gốc lớn rồi à. Những gốc cái bo mạnh hơn. À những gốc bo mạnh đúng không? Phát triển trước dạ. Này thì ai chốt trước thì em lựa cây. Đây cũng có cây này nè. Cây lớn nha anh chị. Cây này cây lớn nè. Cây nó hoành cũng cỡ 13 anh chị ơi. Nè. Hoành cũng cỡ 13 14 á. Có những cây gốc lớn ha. Này. Tính theo bo đi ha. Dạ. Tính theo bo. Rồi còn cái phía bên kia. Đây phía bên kia thì đây là em chuẩn bị rút bịch nha các anh chị. Tại mấy anh em mà tụ tập tây quá trời làm gì thế anh Bùi Việt ơi. Đã nghiên cứu cái hồi của Tuấn nè. Nghiên cứu. Đây chỗ này em chuẩn bị rút bịch, còn chỗ này em mới rút bịch. Chuẩn bị rút bịch nè anh chị. Rồi ở đâu nữa? Còn ở đây thì em qua mới cắt dây xả gió nha anh chị. Đầu là em cũng chuẩn bị rút bịch vô luôn các anh chị được ạ. À, cái này bắt đầu rút bịch rồi phải không? Dạ. Cái loại này thì khoảng bao nhiêu cây? Thì loại này chung với cái đó thì khoảng lô này với cái đó là khoảng 300 cây nữa anh. 300 cây nữa. Ồ vậy dạ. Bữa nay em ra cái này hơi nhiều quá, nhiều hơn anh Miếng nữa. Dạ. Đếm tổng cộng khoảng nhiêu cây rồi? Nãy giờ thấy cũng dạ, khoảng 800 cây à. Dạ khoảng 7-800, nếu mà tính F1 luôn khoảng 800 à. F1 là coi như em còn lại có 80 à. Dạ đúng rồi. À, tại vì em giao lưu cũng đã được 100 mấy rồi anh chị. À, còn lại là F2 là cũng phải cỡ 600-700 rồi. Dạ. Đúng không? Dạ đúng F2, rồi. 600-700. Rồi thôi vậy, cái số điện thoại em số mấy? Dạ số điện thoại em là 094 3622 952 các anh chị. À. Số điện thoại của Zalo của em luôn ạ. À. Còn số điện thoại của anh Bình ơi. Số em là 0939 0939 328181. 328181 là số của anh Bình nha anh chị. Đó là anh chị muốn liên hệ số nào cũng được. Còn cái địa chỉ thì hồi nãy địa chỉ ngoài bên anh là số của vườn anh là số mấy anh Bình? À, số nhà 289/31. Ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. À, còn cái ở đây, địa chỉ ở đây. Còn đây là ấp Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre anh chị. Các anh chị lên Google Maps các anh chị search vườn Nguyễn Tấn Nguyễn nha các anh chị. À, đó là hai vườn trong số 4 vườn là cắt một số lượng bo cũng khá nhiều ở vườn mai Đủ Lực đó anh chị. Đây, giờ em cần anh chị giờ em cần một số giống chuẩn bị giao lưu các anh chị sao giống mới nè các anh chị. Giống mới là giống gì? Đây cái này là dảo cam cánh tròn nha các anh chị. Dảo cam cánh tròn này con gốc từ Bình Định các anh chị. Cái hồng nó là sao? Đây cái lá nó rất đẹp các anh chị. Đây dảo nè. Cam cánh tròn rất đẹp các anh chị, nó là hồng. À
vỏ cam đánh tròn những cái đặc biệt ha. Dạ. Cái bông nó như thế nào? Dạ, cái bông đấy cho các anh chị xem ạ. Rồi một giống mới nữa nè bà con ơi. Một giống mới nữa nè bà con ơi. Đây, chuẩn bị để ảnh mở ra cho anh chị xem ha. Em có mấy cây này lận? Cái này thì em mới lấy về 4-5 cây nhưng mà em đang ghép cho các anh chị. À. Đó, những ông trùm ghép mai ở Bến Tre. Bên kia là bạch mai đọt hồng hả ta? Dạ, cái này bạch mai đọt hồng anh. Gọi mấy ngày là bạch mai Tân Tân ạ. Bạch mai Tân Tân. Bông nó tiêu rồi. Thường mấy bạch mai đây ta khoái cái loại bạch mai nào nhất em? Thì cái loại bạch mai em thấy bạch mai Tân Tân thì là nó mạnh á. Đây ạ. Cái này là cái giống mới phải không? Dạ, vỏ cam cánh tròn các anh chị. Vỏ cam cánh tròn cái này dạ. Nó bự được 5 phân hay 6 phân. Cái này nó cỡ 5 tới 6 phân các anh chị. 5 6 cm đó anh chị. Dạ. Cái lá rất đẹp nha các anh chị. À, cái lá nó đỏ đỏ anh chị. Dạ. Nó đỏ mà nó hồng rất đẹp. Là thằng này. Dạ. Đây. Lá đó anh chị. Đỏ đỏ ha. Dạ. Còn hộp giống này cũng sắp ra mắt nha các anh chị. Giống gì đây nữa? Giống này là giống cúc quyền bảo trang các anh chị. Thì cũng gốc từ Bình Định nè. Bông nó làm sao? Huyền bảo trang. Còn dạ. Gì nữa không? Dạ cũng còn vẫn còn giống luôn anh chị. Dạ. Để xem nha anh chị. Hộp quyền bảo trang. Xem cái bông ấy. Đây mặt bông cái này các anh chị. Cái này giống cúc hả ta? Dạ nó là cúc ạ. À. Này, ắc bông á anh chị. Mấy cánh nha, tới đây. Nhớ từ 24 cánh tới 36 cánh anh. 24 36 cánh. Dạ. Này lâu rụng không? Dạ cũng lâu anh. Này xuất xứ Bình Định hả? Dạ xuất xứ Bình Định ở đây để em lấy cây hình nguyên cây ạ. À. Đây ạ, à, cái này lúc Tết nó nở ạ. À. Đây là của chủ giống gửi cho em ạ. À. Thấy cũng bự người ta. Ông bự lắm anh. Này nó cúc mà nó hơi sao? nó lao là dảo hay anh chị. Bông rất là to luôn ạ. À. Chùm nó anh chị. Cỡ 6 phân hơn ạ. Dạ. Mời anh chị. Ở mấy cái này thì em giao lưu sao? Không, mấy cái này thì em chưa, chỉ chưa giao lưu anh chị. Em chỉ về làm giống ạ. Nhé hàng cho Tâm thầy em phải không? Dạ. Thì em dạ. Sẽ giao lưu các anh chị trong thời gian tới ạ. À. À. Thì các anh chị theo dõi bên vườn em. Vườn em sẽ có nhiều giống mới trên thị trường anh chị. À. Rồi vậy tới đây anh chị xem lại thấy yêu thích vườn mai của anh Bình và anh Tấn, hai trong số 4 vườn là em vừa mới quay cho anh chị á. À, mình nhớ bấm nút like yêu thích nha. À, anh chị nào mà có thích siêu bông bình lợi mà F1 hoặc là F2 thì có thể liên hệ với các vườn mai ở Bến Tre, là một trong hai trong 4 cái vườn mà em vừa mới quay. À, là có cái độ xác lực cũng từ vườn mai anh Đủ Lực ha. Thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp. Còn tới đây em xin tạm kết thúc clip. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những clip tiếp theo. Chào anh quản diễn luôn nha. Chào các anh chị khán giả.